Hello mọi người, thì hôm nay kênh mình cũng đạt được 200 sub rồi. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Bây giờ mình sẽ tạo event ăn mừng kênh đạt 200 sub nha. Có 4 giải nha mọi người. Trong hai áo này mọi người chọn áo màu nào ghi ra nha. Hoặc không lấy áo lấy 5 cái pháo cũng được. Bây giờ mình đi bán côn trùng lấy tiền tạo giải nha. Lên 71k tiền rồi nha. Ok, cách thức tham gia cho mọi người nè. Bước 1 là đăng ký kênh và like video này. Bước 2 ghi tên game của mọi người vô. Bước 3 chọn áo hoặc pháo. Bước 4 mọi người chúc mình gì cũng được. Ok, đó là cách thức tham gia nha. Mình sẽ quay 4 bạn may mắn nha. Ok, mọi người nhớ tham gia event nha. Bye mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ.